Tố Lê xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Tố Lê đang đứng ở dưới biển của thị trấn Bàn Giẻ. Và đây chỉ là một góc nhỏ của bãi biển thị trấn Bàn Giẻ về buổi sáng sớm. Khác với những cái video mà trước kia Tố Lê có quay thì buôn bán cá sẽ tập trung tại cái bến cá Chùa Tàu. Nhưng hôm nay thì bến cá Chùa Tàu cũng đã không có còn nữa, có nghĩa là đã để giải thể, chuyển sang cái bến cảng của Vạn Thắng. Còn đây là chỉ là một nhóm nhỏ, họ mua bán cá mành. Cá mành á, Tố Lê cũng chia sẻ những hình ảnh ở quê hương của Tố Lê nè. Ở đây thì họ bán cá như thế nào nha. Đây, bên này là có một người đang đẩy mực đẩy cá vậy nè. Ồ, mực gì mà tươi dữ vậy? Em con cá thu này là bao nhiêu ký vậy? Chị mua không chị? Không cá, bao nhiêu ký một con này này mà to chứ vậy? 7 ký mấy luôn hả? Coi mực nè, mực nó quế tươi luôn nè. Đưa đi em, cảm ơn nha. Ở đây thì có cái chù. Rất tiếc là sáng nay Tố Lê không có đem tiền theo, chứ thấy cá nó tươi quá mà. Cho quay phim xíu nha. Cái bạc máy. Chị Hạnh ơi. Nè chị Hạnh, hãy lên nè bé nè. Cái hố phía trước là 20.000 một ký nha. 20 mà không mua được. Giờ một tế mới đây bé không? Xong 20 mà. Nghĩ nó trẻ hơn lên cho người mà không bé nó lấy về cái mới con rồi. Để đem máy để chưa bé. Cá rất là tươi luôn nè. Nó lớn dưới đây nè. Lớn cái hố tự nhiên cái hố lớn đây nè. Lớn đâu rồi? Chị cái này là 70.000 ký hả? Dạ dạ. Chị cái này nhiêu ký vậy chị? 30 ký kia. Dạ, dạ. Cái này là cái gì em quên mất rồi. Dạ dạ dạ. Cảm ơn chị. Cái trát dạ. Chị cái cá trát này bao nhiêu tiền một ký vậy chị? Dạ 60.000. Dạ. Cái gì dùng
lát nữa lấy tiền nè, Mỹ nhiêu một ký? Mỹ 10 ký bạc má. Chị ké này là ké bạc má hả? Bạc má chưa? Còn ké đây? Ké xanh. Ké xanh. Cái đó bao nhiêu tiền ký vậy chị? Lấy nhiêu ký ra, ráng nhiêu cái xanh nhiêu ra. 80 ngàn. Chị, mấy chị thông cảm cho em quay phim á. Dạ. Anh tép ghi dùm 2 chiếc 10 ký ký. 28 ngàn. Cái nọc ghi, cái nọc vô cho vợ nó đi. 28 ngàn một ký. Lấy cái dính ký cho em lấy cho em. Mình đúng một xèm cho mình. Về làm hiểm đi. Ké này mình mua về cho tôm hay sao vậy? Hả? Dạ. Bao nhiêu tiền một ký ké ké đó vậy chị? Ké đây vậy hả? Dạ. Mua 16. Dạ, 16 ngàn một ký hả? Dạ. Đây là cái lược nè, chị, cái ké này mình mua mình làm cái gì chị? Cho tôm dạ. Đó, mấy chị em ở dưới biển buổi sáng á, là như thế này nè. Ai muốn lên TV thì chỗ này chỗ sâu quá thì nhiều đường em lên cái ké này thường là bao nhiêu tiền một ký em? Thì bê chọc. Nếu mà ở nước ngoài cái ké này ăn là tuyệt vời luôn, không có ké này đang ăn thèm ngốn. Đây là chị Tú Hà, qua cái bơm nè đó. Qua cái lớn, tách cái lớn ra vậy nè. Vậy cái bữa 50 lần. Cái này ngon quá. Bên đó thèm không có. Đây là cái lép nè. Dạ. Chị, cái ké lép này nhiêu tiền ký vậy? Lép luôn rồi mẹ. Mua 5 ngàn đế nha. Được không? 30. Dạ, cái lép 30 ngàn. Chị ké nào đâu chị? Ké nào đâu? Ô ké gì mà ngon dữ vậy trời. Ké ngon. Tối gì không? Dạ, được mấy ngày rồi á. Chị, cái này là cái gì, sò hả chị? Dạ, cái thời sự phóng sự như vậy con. Dạ. Đây là bánh cảng. Đây là bánh cảng. Bánh cảng. Dạ, bánh cảng của Vàng Giả. Dạ. Nơi này là để đón ké mành đúng không? À, dạ. Về cái này là các loại sò hả? Để mua sò cho quay vô con sò. Dạ. Quay cho ai cũng chưa đem xác sò kìa. Dạ. Cái sò này để dành cho ké tôm ăn. Dạ. Tôm hùm hả chị? Dạ. Ô sò nè. Dạ đúng không? Cho quay trước nha. Cái này mình mua cái nguồn thu ở đâu rồi chị? Dạ, ở Phan Thiết hả? Dạ.
Dạ. Chị là cái nơi mà thu mua hả? Không, em bán chứ còn mua trong em ship rồi chị. Thì ý nói thì chị thu mua xong chị bán lại đúng không? Dạ. Cái này sò này bao nhiêu tiền ký chị? À, nó vô giá cái bữa 16, bữa 17. Về thế không? Chị mỗi buổi sáng gì chị? Mình thu mua khoảng bao nhiêu ký? Nói về hạt tấn chứ không nói về bao nhiêu ký còn ở phi. Em không xíu à. Bả chỉa lại. Trà luôn đi. Mình ngồi ở đây xong mấy người kia tới mua xong rồi chở đi. Chở đi bả, chở đi bả từng theo. Dạ. Em nay chở bên kia bả xong dạ. Nghe cô ha. Còn giá thì 17.000 mà im giá thì 15.000. Dạ. Chị làm cái người này bao lâu rồi rồi chị? Năm 2010. Đâu 20 năm rồi á. À, dạ. Chị sáng là mấy giờ chị đã xuống bến rồi? À, chị, mình buôn bán như thế này khoảng mấy giờ là xong? À, 8 giờ là xong hết. Dạ. Đây là 9 giờ. Dạ. Dạ. Ở đây số lượng mà mua bán sò ở đây khá là lớn nha. Tính tấn chứ không có phải là còn ký nữa. Đây là cái vựa sò của chị. Chị tên gì chị? Thôi chị ngại chị giấu tên. Đây là cái vựa sò này. Khá là lớn luôn. Ngồi ở giữa một cái không gian trống vắng như thế này thì gió rất là mát mà có thể nói là lạnh luôn á. Chứ không phải còn là mát nữa. Ở đây là cái vị trí chỉ buôn bán tạm thời thôi. Cũng có khả năng là nhà nước sẽ dọn dẹp cái khu này. Chứ không phải là cái khu này là khu bền vững. Đây là mình đóng sò nè. Đóng sò để giao cho khách. Phải không em? Dạ, giao cho màu tôm chị. À, sáng là giao cho màu tôm. Giống như là mình muốn mua thì mình phải gọi, mình đặt tới cái vựa sò này. Rồi sau đó mình đóng hàng rồi đi giao. Bây giờ là mình đưa hàng lên xe để đi giao. Anh bây giờ là mình chở đi tới bến đò sao anh? Dạ. 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 Đây là một buổi sáng sinh hoạt tại bãi biển của thị trấn Vàng Giá. Mình bắt đầu xe đi giao hàng nè. Anh cho em ngồi sau chở đi á. Lúc nãy giờ quay phim thì không có nhận ra người quen. Tới khi mà tôi lên nói chuyện thì Bí Lan nè, ở gần nhà nè, mấy chị em này cũng ở gần nhà hết á, nhìn ra thì mới biết tôi lên. Sáng nào cũng đi phụ hay Lan? Dạ, em sáng nay em cũng đi hết á. Đội cái mũ lên để nắng em. Dạ. Dê mày nó trắng hết Lan hả? Nắng, đẹp cho bé không mà ở đây rụng bé. Ê, chị Tốn qua đây nè, chị Tốn cho nó đẹp. À, chị thấy hả? Đó, sò đó mà mình... Ở nước ngoài ướp gì có cái sò này để mình ăn ha, mình xào xẻ ớt ha. Ăn xào xẻ ớt cũng vẫn được. Thiệt, ở đây thì cho tôm. Đây cho tôm. Đâu quanh đây không ai, trong này chịu cố. Đi làm bác sĩ đi chứ, quay gì cho bố vậy. Khi mình xuống biển á, có nhiều cô chú nhận đây tối lê. Thấy cũng rất là vui, có nhiều chị đang đợi chờ tối lê. Dạ, có phụ sao hết đâu.
Thôi thì Tố Lê cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn cũng đã đón xem và ủng hộ kênh YouTube Tố Lê. Xin chúc cả nhà mình một ngày mới thật là an lành, hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.